trở lại với bản tin 60 giây ngày 1 tháng 4. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ có một số nội dung đáng chú ý như sau. Khuyến mãi giảm giá hấp dẫn cho camera hành trình SD Cam SD 7 Star. Camera hành trình SD 7 Star với độ phân giải 4K, tốc độ màn chụp đạt 240 frame, khuyến mãi giảm giá chỉ còn 3.200.000 đồng, tặng thêm một pin dự phòng 1000mAh, bộ quà tặng đi kèm và giảm giá 10% cho các phụ kiện. Hơn 600 nước bóng Singer về hàng. Nhỏ gọn, nhẹ nhàng, không cần cài đặt, không bị ban ẹp, tương ứng với những mẫu điện thoại leo rank như H là những từ ngữ để diễn tả phụ kiện Singer đang rất hot hiện tại. Đầy đủ nút trái phải, hãy đến Linh Chị Store để mua hàng và trải nghiệm ngay hôm nay. Là sách tay mới của Serca Media. KS360MI là một tên gọi của mẫu loa kéo sách tay mới của hãng Serca Media, với một thiết kế giống như một chiếc vali sách tay nhỏ gọn như một chiếc loa Bluetooth nhưng tích hợp sẵn bài hát trên ứng dụng Cloud Karaoke và đi kèm theo đó là micro thoải mái hát karaoke. Thay đổi và nâng cấp ngôi nhà của bạn bằng hệ thống nhà thông minh Bluemi. Hệ thống nhà thông minh Bluemi, giải pháp đơn giản hóa và nâng cao IQ cho ngôi nhà thân yêu của bạn. Với hệ thống điều khiển ánh sáng, cảm biến và kết nối với điện thoại thông minh, giúp bạn có thể kiểm soát được mọi khía cạnh của ngôi nhà trong nháy mắt. Đồng hồ thông minh Garmin và Fitbit, trận chiến chưa có hồi kết. Hai ông lớn Garmin và Fitbit của giới đồng hồ thông minh thể thao với những sản phẩm vô cùng cạnh tranh. Với những tính năng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, đếm số bước chạy, cùng với thiết kế trẻ trung năng động, đây sẽ là hai hãng smartwatch đáng để bạn lựa chọn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 60 giây của Linh Kiện Store ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tuần sau.